Chào các bạn, mời các bạn uống cà phê sáng và mình sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện đi chơi về Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. Cái chuyến đi của mình từ Sài Gòn ra tới Quảng Bình, đi Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây rồi đi về hướng quốc lộ 14 trên những cái tỉnh Tây Nguyên, Kon Tum này, Gia Lai này, Đắk Lắk này, Lâm Đồng và cuối cùng là về lại Sài Gòn. Hôm đợt lễ 30 tháng 4 thì mình tranh thủ nghỉ lễ cộng với thêm mấy ngày nghỉ phép nữa, cho nên là mình đi từ hôm thứ Bảy, thì đến Chủ Nhật vừa rồi mới về lại, tức là đi ngày 28, để mình coi cái lịch nào, đi từ ngày 28 cho đến ngày 6, 28 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 5. Thì cái lộ trình của mình đi là mình đi Sài Gòn Quy Nhơn. Sài Gòn Quy Nhơn thì 700, từ nhà mình cho tới ngoài Quy Nhơn là 700 km. Thì xuất phát lúc 4 giờ sáng và đến Quy Nhơn thì khoảng 6 giờ chiều. Mình cũng nói luôn là các bạn đi chơi thì các bạn nên chọn đi chơi những cái mùa như thế này này, tức là những cái ngày hạ chí thì mặt trời nó sẽ lên sớm hơn và nó xuống trễ hơn, nó lặn trễ hơn, cho nên là cái cảm giác là ngày nó sẽ dài hơn đêm. Cái thời gian mà mặt trời xuất hiện á, nó sẽ nhiều hơn là mặt trời biến mất, cho nên là các bạn có nhiều thời gian để chạy xe, các bạn có nhiều thời gian để thăm thú nơi này nơi kia. Thì cái quãng đường từ Quy Nhơn, từ Sài Gòn ra Quy Nhơn thì mình đi nhiều rồi tại vì Quy Nhơn là một cái thành phố rất là đặc biệt đối với mình, cho nên là mình chỉ tập trung cái, cho nên là mình đi Sài Gòn Quy Nhơn cũng chạy cái con đường quốc lộ 1 cũng khá là nhiều lần rồi, và mình cũng đã ghé tất cả những cái hầu hết những cái điểm điểm tham quan du lịch trên cái tuyến đường từ Sài Gòn ra Quy Nhơn, cho nên là mình lần này mình đi chỉ là tập trung chạy ra Quy Nhơn chứ không có ghé cái chỗ nào hết. Thì cái mục tiêu chính của cái chuyến đi là đi Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây với hai đứa em, cũng là hai đứa bạn ở Đà Nẵng. Thì mình ở thành phố Quy Nhơn một ngày, đi chạy lại cái con đường quốc lộ 19 mà từ thành phố Quy Nhơn dẫn ra khu dã ngoại Trung Lương á. Thì đó là một cái con đường rất là dễ thương, rất là đẹp, hai bên đồi cát. Nhưng mà các bạn cũng phải cẩn thận là đừng có chạy quá nhanh, tại vì cát nó có thể tràn ra mặt đường á, có nhiều khúc cua là cát nó tràn ra mặt đường gần như là nửa đường, cho nên là nếu mà bạn nào không để ý mà chạy nhanh quá thì té là điều chắc chắn. Thì từ khu dã ngoại Trung Lương các bạn đi lên một xíu thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái bãi biển, nói chung là dễ thương, nói chung là cũng tại vì ngày lễ cho nên là cũng hơi đông một chút. Khu dã ngoại Trung Lương thì hôm đó rất là đông cho nên là mình không có ghé, mình cũng có ghé vài lần rồi. Dân tình vô check in chụp ảnh các kiểu rất là nhiều, mình chỉ đi tắm biển thôi cho nên là mình chạy lên ở phía trên một chút, nó sẽ bớt đông hơn và biển nó nhìn nó thoáng đãng hơn một chút. Thì tắm biển xong thì về ăn những cái món ăn bình dân, cũng rất là ngon và nhưng mà cũng rất là rẻ. Nói chung là thành phố Quy Nhơn là một cái thành phố các bạn nên ghé thăm, các bạn nên tìm hiểu, các bạn nên tham quan. Sau đó mình xuất phát từ Quy Nhơn đi Đà Nẵng là 11 giờ trưa ngày 30 tháng 4. Thì ra tới Đà Nẵng là khoảng 6 giờ chiều. Các bạn thắc mắc là tại sao nó lâu như vậy, tại vì mình chạy cũng khá là chậm cho nên là cũng đường cũng khá là đông, tại vì hôm đó là ngày lễ cho nên mọi người đi đi chơi rất là nhiều, cho nên là mình chạy cũng khép nép vừa phải thôi chứ cũng không có bạo lực để mà ra cho nhanh. Thì ra Đà Nẵng thì gặp Nhân và Khang rồi. Hôm đó thì Nhân đi làm cho nên là Khang dẫn đi ăn uống rồi ngồi nói chuyện,
Tại vì quen nhân vật hai cũng khá là lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt tụi nó. Thì ra ngồi nói chuyện rồi ngồi chuyện xe, chuyện cuộc sống rồi những cái mà những người trẻ mà người ta hay hỏi, cho nên là mình biết cái gì thì mình trả lời, còn không biết thì thôi. Ngày 1 tháng 5 thì mình ở Đà Nẵng cả ngày. Mình ở Đà Nẵng cả ngày rồi nói chuyện với Nhân, rồi lên bán đảo Sơn Trà, ăn thịt thỏ rồi uống cà phê, rồi anh em ngồi nói chuyện với nhau về về xe, về các cái câu chuyện trong cuộc sống. Thì nói chung là cũng có rất là nhiều chuyện để nói. Rồi vào buổi tối thì Khang Khang chạy về, Khang Khang đi làm về thì Khang dẫn đi Hội An chơi. Và hôm đó thì rất rất là đông, tại vì hôm đó là ngày lễ mà đông ơi là đông, đông mà đi bộ mà cũng cũng không được luôn á, nói chung là phải chen lấn rất là nhiều. Thì nói chung là anh em cũng có những cái thời gian rất là vui vẻ ở bên nhau ở Hội An. Nói chung là lần đầu tiên mình đi Hội An, Đà Nẵng thì ghé rồi nhưng mà lần đầu tiên đi Hội An. Thì vào buổi tối thì lồng đèn rồi buôn bán rồi cái khu phố cổ nhìn rất là dễ thương đó. Đúng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 5 thì ba anh em bắt đầu đi từ Đà Nẵng ra Huế rồi qua Quảng Trị rồi bắt đầu chạy lên thị trấn Hướng Hóa, cái hướng đi lên cửa khẩu Lao Bảo á, quốc lộ chính á. Người ta nói là đường chính Nam Lào là cái con đường này. Ban đầu thì ba anh em định đi là Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, xong sẽ chạy lên Lao Bảo hoặc là thị trấn Hướng Hóa nghỉ lại, rồi ngày hôm sau sẽ đi đường Trường Sơn Tây. Tuy nhiên thì sáng hôm đó thì ba anh em là quyết định là sẽ đi luôn là cái đường Trường Sơn Tây. Nếu mà chạy tới thị trấn Hướng Hóa, cái đường mà rẽ vào cái đường Trường Sơn Tây á, mà nếu mà rẽ vào trước 2 giờ thì anh em sẽ quyết định là sẽ đi luôn cái con đường này chứ không có nghỉ lại. Thì như vậy là anh em cứ tập trung chạy chạy cho đến thị trấn Hướng Hóa, cái ngã ba mà rẽ vào cái con đường Trường Sơn Tây á. Thì lúc đó là vào khoảng 2 giờ 2 rưỡi gì đó thì anh em quyết định là đi luôn. Thì cái con đường chính là cái con đường chính mà quốc lộ chính á, là cái người ta hay nói là đường chính Nam Lào á, là cái con đường rất là đẹp, cái mặt đường rất là tốt. Rẽ vào thì cứ anh em cứ chạy ở tốc độ bình thường. Cắm đầu cắm cổ cũng không đến mức là cắm đầu cắm cổ, nhưng mà những cái con đường nó thoai thoải và lưu lượng xe cũng khá là ít, cho nên là anh em chạy rất là thoải mái. Rồi ăn cơm xong là bước vào cái ngã ba rẽ vào Trường Sơn Tây là khoảng 2 giờ 2 rưỡi gì đó. Như chúng ta đã biết là cái con đường Trường Sơn Tây hầu hết gần như là từ đầu đường cho đến cuối đường là cái con đường này là được lát bê tông. Và hiện nay thì ở hai bên con đường thì được mở rộng ra một chút, với người ta lót sỏi, người ta rải sỏi, cho nên là nhiều có thể là hai xe ô tô nhỏ có thể đi được. Thì mấy đứa thì ba tụi mình vào cái con đường Trường Sơn Tây thì vào khoảng 2 giờ 2 rưỡi gì đó, thì trời nắng rất là đẹp và ba anh em quyết định là chạy chạy cố gắng chạy từ đó, từ cái điểm đầu, từ cái điểm cuối, có thể gọi là từ cái điểm cuối ở thị trấn Lao Bảo cho đến cái điểm đầu ở cái thị trấn Khe Gác á, thì khoảng 200 cây số. Tuy nhiên là cái đường đèo thì mình không thể nào mà chạy như là cái đường ở ngoài quốc lộ được, cho nên là mình cứ chạy rất là ở tốc độ là 40 50 và khúc cua liên tục, cho nên là phải giảm tốc liên tục. Và trời lúc đó bắt đầu là 6 giờ chiều, vẫn còn ao mặt trời. Tuy nhiên là cảm thấy là lúc đó đi được hai gần gần 2 phần 3 chặng đường rồi. Thì lúc đó trời bắt đầu đổ mưa, tức là mưa nó cứ dí ở sau lưng mình á, tức là mưa nhỏ 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 thôi và nó cứ dí sau lưng mình đi chỗ này thì nó cứ dí theo cái chỗ đó, cho nên là nó rất là vui, là vừa có kiểu như là mình chạy trốn mưa vậy đó. Xong đến khoảng 6 rưỡi thì có một cái cơn mưa rất là to ở phía trước. Nói chung là mưa như trút nước, mưa mưa một cách nói chung là mưa ào 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 xuống.
Thế là ba thằng ghé vô cái nhà dân để mà trú mưa. Thì hên là cái đoạn đó là có một số nhà dân cho nên là có thể chạy vô trú mưa được, chứ nếu mà không, mà lúc đó mà không có nhà dân là coi như là ướt hết. Rồi cơn mưa nó rất là dai dẳng, đây là cơn mưa nó cả hơn cả tiếng luôn, thì ba thằng ngồi là hơn cả tiếng luôn. Và lúc đó là mới quyết định là ở lại hay là chạy về Quảng Bình. Thì hỏi người dân thì người dân mới nói là cách đó khoảng 2 cây số hơn thì sẽ có một cái nhà nghỉ, rồi cũng có quán ăn này kia nọ. Nhưng mà ba anh em quyết định là chạy về Đồng Hới luôn. Thì sau cơn mưa thì mưa vào khoảng 6:30 thì khoảng gần 8 giờ thì cơn mưa mới tạnh. Và ba anh em quyết định là đi chạy trong đêm như vậy. Rất may là có đèn trợ sáng cho nên là cứ chạy trong đêm như vậy. Và rẽ vào cái trường Sơn Đông, tức là sẽ không có đi hết cái trường Sơn Tây nữa mà sẽ rẽ vào cái trường Sơn Đông, chạy lên một từ cái điểm nghỉ trú mưa cho đến lên một chút nữa thì chạy khoảng 20-30 cây gì đó thì có cái con đường, có cái cầu tên là Jin Jin á, Jin Jin hay là Jin Jin gì đó, bắt đầu rẽ vào trường Sơn Đông để mà về với Đồng Hới. Mới qua một trận mưa sắp mặt vẫn chưa ra được khỏi rừng Trường Sơn, không biết hồi nào mới ra khỏi. Còn mấy cây nè anh? Chạy nhanh quá là không theo được rồi. Thì về chạy cũng khoảng hơn một tiếng nữa về với Đồng Hới, thì khoảng 9:30 rồi. 9:30 thì anh em ăn tối, ghé thăm nhà bà con của Khang, ăn tối xong rồi nghỉ ngơi và ngồi nói chuyện với nhau cái chặng đường đã qua. Thì nói chung cái đường Trường Sơn Tây là một cái đường mà các bạn nên đi đó. Bây giờ thì ngày xưa thì ít dân cư, nhưng mà bây giờ thì các bạn đi một đoạn các bạn sẽ thấy những cái khu dân cư đang ở, đang mọc lên rất là nhiều, và mình cảm thấy rất là an toàn. Các bạn có thể đi một mình cũng được, nhưng mà đi sáng sớm, chứ không có đi như tụi mình là đi như tụi mình là đi vào buổi chiều, cho nên là nó rất là gấp gáp. Các bạn nếu mà các bạn đi buổi sáng á, các bạn sẽ thấy là cái khí hậu ở trên đó nó giống như là một ngày nó như là có 4 mùa vậy đó, tức là sáng nó sẽ như mùa xuân, rồi đến trưa như mùa hè, rồi chiều như mùa thu, rồi cuối ngày nó như ban đêm nó như mùa đông vậy đó. Đó thì đó là cái kiểu khí hậu như vậy. Sau cái đêm nghỉ ở Đồng Hới thì buổi sáng ba anh em đi cái con đường Trường Sơn Đông từ Đồng Hới, xong ba tụi mình chạy lên Khe Gác thì lên cái điểm cuối của Trường Sơn Đông, với trường cái điểm đầu á của Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây tính từ Bắc vô Nam á. Thì cái này chỉ mang tính tượng trưng thôi, chứ cái đường Trường Sơn, cái đường Hồ Chí Minh thì nó rải rác khắp nơi, nói chung là mình cũng không có rành lắm. Cái này chỉ mang tính tượng trưng là mình đến cái nơi giao nhau giữa cái Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. Thì cái đường Trường Sơn Đông là mình đi rồi cho nên là, nhưng mà nó vẫn mang lại rất là nhiều cảm xúc, thực sự nó rất là đẹp. Nó hai bên là những cái cánh đồng bắp nè, rồi mía nè, rồi nó xanh mướt như vậy. Thì nói chung là rất là dễ thương để các bạn có thể chạy xe trải nghiệm trên những cái con đường, một trên cái con đường tuyệt vời như vậy. Thì sau khi lên đến Khe Gác thì chúng mình quay trở về thì ghé nghĩa trang Trường Sơn, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Rồi sau đó sau khi ghé nghĩa trang Trường Sơn thì lại quay về thăm cái làng quê ở Quảng Trị. Đó là một cái làng quê hiền hòa, xinh đẹp. Ngày hôm sau, sau đó thì chúng mình sau khi đã thăm cái làng quê ở Quảng Trị thì tụi mình chạy về Huế, nghỉ ở Huế, rồi đi ăn tối, rồi cơm hến, rồi anh em ngồi nói chuyện chơi với nhau, ôn lại những cái gì đã trải qua trong cái ngày vừa rồi.
Thì ngày hôm sau tụi mình từ Huế tụi mình về lại Đà Nẵng, thì tại vì Nhân đi làm cho nên Nhân không có tiếp tục đi với mình được, cho nên là đổi xe để mà đổi người để Hà và Khang chạy với mình một đoạn lên Kon Tum. Bây giờ đèo Lò Xo, qua cái đèo Lò Xo thì đèo Lò Xo bây giờ sửa rất là nhiều cho nên là đi cũng rất là chậm, và đến cách Kon Tum khoảng khoảng 40 km thì Hà và Khang quay về và mình tiếp tục đi về thị trấn Ngọc Hồi để ngủ. Thì ngày hôm sau mình đi thăm ba cột mốc, cái cột mốc cái gọi là ngã ba Đông Dương đó, cột mốc mà một 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 con gà gáy ba nước đều nghe. Cứ như vậy mình chạy từ Ngọc Hồi cho đến Buôn Ma Thuột, rồi mình nghỉ một đêm ở Buôn Ma Thuột. Sau đó là từ Buôn Ma Thuột mình cứ chạy từ từ quốc lộ 27, 28, chạy về rồi quốc lộ 20, từ đó chạy về từ Di Linh chạy về Sài Gòn là vừa kịp, vừa lúc đó là về tới nhà là 6:30, là vừa kịp cái chặng đua MotoGP ở Jerez. Thì đây là một cái chuyến đi gần 3.200 km và mình thấy là một cái chuyến đi rất là vui, rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên mình đi chơi với anh em. Trước giờ mình chỉ đi tour, là mình thường đi tour một mình hay là đi với vợ thôi, chứ không có đi với ai, đi chung với ai hết. Cho nên là đi với Nhân với Khang thì rất là vui. Đó, thì một cái chuyến đi rất là đáng nhớ. Đây là lần đi xa đầu tiên của Khang, thì Khang rất là vui, rất là bỡ ngỡ, nhưng mà cũng có rất là nhiều điều để học hỏi. Thì bây giờ mình sẽ up lên một số đoạn video và một số hình ảnh trên cái đường đi để các bạn có thể thấy là các bạn có thể hiểu được thêm về cái chuyến đi 3.200 km của mình. Thì từ Sài Gòn ra Quy Nhơn á, thì mình không và ở Quy Nhơn thì mình không có chụp hình nhiều lắm, chủ yếu là chụp hình từ cái đoạn từ Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, và cái đoạn trên các cái tỉnh Tây Nguyên thì mình có chụp hình chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cái video này các bạn cứ coi như là một cái nhật ký của mình thôi, cũng không có gì ghê gớm đâu. Chuyện đi chơi là cái chuyện hết sức là bình thường, cho nên là coi như là một cái nhật ký mình muốn chia sẻ với mọi người. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã coi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt và chúc các bạn một ngày mới tốt lành.